Uduo uei, cha của người phụ nữ xinh đẹp trên thế giới. Tiêu chuẩn của người phụ nữ xinh đẹp thiết lập bởi Uduo uei có 33 điều kiện trong tiêu chuẩn của người phụ nữ xinh đẹp. Một người phụ nữ đáp ứng tất cả các điều kiện là một người phụ nữ xinh đẹp. 1. Chiều cao là giữa 1,64m và 1,70m. 2 cân nặng là giữa 50 kg và 60 kg. 3. Kích thước vú là giữa C và Y. 4. Góc giữa tai và mặt là giữa 170 độ và 175 độ. 5. Góc giữa hai bên cầm là giữa 100 độ và 115 độ. 6. Trên mặt kích thước của nốt ruồi là giữa 0 mm và 0,5 mm. 7. Chiều rộng của mắt là giữa 1cm và 1,1cm. 8. Không có đường lõm, phía trên 3mm ở đầu trên của mắt. 9. Khoảng cách từ đầu trên của mắt đến lông mày là giữa 1mm và 2mm lớn hơn chiều rộng của mắt. 10. Lông mày nghiêng lên giữa 5 độ và 10 độ. 11 khoảng cách giữa hai mắt là giữa 3 mm và 6 mm lớn hơn chiều dài của một mắt. 12. Chiều rộng của mũi là giữa 3 mm và 6 mm lớn hơn chiều dài của một mắt. 13. Chiều rộng của miệng là giữa 0 mm và 5 mm nhỏ hơn khoảng cách giữa hai mống mắt. 14. Độ dày của môi dưới là giữa 0 mm và 1 mm lớn hơn chiều rộng của mắt. 15. Môi trên là giữa 1 mm và 3 mm mỏng hơn môi dưới. 16. Khoảng cách dọc giữa đầu dưới của mũi và đầu trên của môi trên là giữa 1 mm và 2 mm lớn hơn độ dày của môi dưới. 17. Khoảng cách từ đầu dưới của môi dưới đến đầu dưới của cằm là giữa 2 mm và 5 mm nhỏ hơn, khoảng cách từ đầu dưới của môi dưới đến đầu dưới của mũi. 18. Khoảng cách dọc giữa đầu dưới của mắt và đầu dưới của mũi là giữa 0 mm và 5 mm nhỏ hơn, khoảng cách dọc giữa đầu trên của môi trên và đầu dưới của cằm. 19 khoảng cách dọc giữa đầu trên của chân tóc và đầu trên của lông mày, là giữa 0mm và 5mm nhỏ hơn, khoảng cách dọc giữa đầu trên của mắt và đầu dưới của mũi. 20. Chán nghiêng về phía sau giữa 15 độ và 20 độ. 21. Mắt là giữa 6mm và 1,2cm phía sau chán. 22. Giao điểm của đường ngang ở đầu trên của mắt và mũi là giữa 0 mm và 2 mm phía sau trán. 23. Giao điểm của đường ngang ở đầu dưới của mắt và mũi là giữa 2 mm và 4 mm phía trước trán. 24. Cầm nhô về phía trước giữa 1 mm và 2 mm. 25. Cầm là giữa 0 mm và 2 mm phía sau trán. 26. Môi dưới là giữa 4 mm và 6 mm phía trước cằm. 27. Môi trên là giữa 2 mm và 4 mm phía trước môi dưới. 28. Miệng nghiêng về phía trước giữa 10 độ và 15 độ. 29. Góc giữa mũi và miệng là giữa 90 độ và 95 độ. 30. Mũi là giữa 1,3 cm và 1,6 cm phía trước miệng. 31. Khi cười, phần lộ ra không có nướu phía trên đầu trên của răng. 32. Khi cười, khoảng cách giữa các răng lộ ra là giữa 0mm 0 mm và 0,5 mm. 33. Khi cười, các răng lộ ra được sắp xếp gọn gàng.